Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự của một anh trai. Vợ bắt tôi ép bà nội phải nghỉ việc để ở nhà trông cháu cho cô ấy có thời gian đi chữa lành. Tôi luôn cố gắng cân bằng giữa vợ và mẹ, nhưng không có nghĩa là cô ấy muốn gì tôi cũng phải nghe. Và rồi những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm, đã có 2 con nhỏ. Bé lớn thì đang học lớp 3 và bé út thì mới được 18 tháng tuổi. Tôi thì cũng tạm gọi là làm ra được kinh tế. Và làm ra được bao nhiêu thì gần như tôi đưa hết cho vợ giữ. Tôi không phải là một người giỏi quản lý chuyện tiền bạc trong gia đình, nên cứ đưa hết cho vợ giữ để cô ấy tự chi tiêu cho gia đình. Vợ tôi, cô ấy vẫn đi làm, nhưng tôi còn chẳng biết lương của cô ấy được bao nhiêu. Vì với tôi, tiền vợ kiếm được là để cho cô ấy tiêu vặt. Cô ấy đi làm cho vui, chứ tôi có thể gánh vác chuyện nuôi vợ nuôi con. Tôi cũng không muốn cô ấy phải áp lực chuyện kiếm tiền, bởi vì riêng khoản lo lắng cho con cái và vun vén cho nhà cửa là đã quá đủ mệt mỏi với cô ấy rồi. Mỗi tháng, tôi đều đặn đưa cho vợ 50 triệu. Tôi giữ lại một khoản nhỏ, bởi vì đàn ông không thể nào không có tiền trong túi được. Chả nhẽ cái gì cũng ngửa tay xin tiền vợ. Như vậy thì sẽ rất mất thời gian của hai vợ chồng. Hơn nữa, đôi khi tôi cũng muốn mua những thứ lớn trong nhà, như là xe cộ, đồ điện tử và cả máy móc. Mà những thứ ấy vợ tôi không thể mua được và cũng chẳng biết gì để mà mua. Đấy là về vấn đề tiền bạc. Còn bản thân tôi biết mình không giúp được vợ việc nhà, nên tôi đã thuê giúp việc để hỗ trợ cho cô ấy. May mắn là chúng tôi tìm được một bác giúp việc rất tốt, nên cô ấy gần như không phải làm gì nhiều. Đi làm về, cô ấy có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cũng như là chơi với con cái. Về chuyện vợ tôi chi tiêu như thế nào trong gia đình, nói thật tôi không bao giờ quan tâm. Tôi nghĩ rằng nhà có 4 thành viên, con còn nhỏ nên khá tốn kém. 50 triệu cũng chỉ là vừa đủ mà thôi. Kể cả cô ấy có để dư ra được thì đó là do cô ấy giỏi vun vén. Số tiền dư kia cô ấy muốn làm gì thì làm. Ngày xưa lúc vợ tôi sinh bé lớn thì mẹ tôi đang định cư ở nước ngoài, nên bà chẳng thể nào hỗ trợ gì được cho con cháu, nên mẹ tôi hay gửi tiền về cho vợ. Bà cho con dâu bao nhiêu tôi cũng không biết. Thế nhưng hiện tại bà đã về Việt Nam, nên thời gian đầu sau khi vợ tôi sinh bé út, bà sang nhà hỗ trợ chăm sóc bé út cho vợ chồng tôi. Nói về mẹ tôi thì hiện tại bà ấy vẫn đang đi làm. Bà mở một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, nho nhỏ thôi, nhưng nói thật cửa hàng ấy hoạt động rất tốt. Doanh thu từ cửa hàng có tháng cao điểm còn hơn cả thu nhập của tôi. Vả lại bà còn rất khỏe và năng động, lại yêu công việc của mình, nên bà dành khá nhiều thời gian cho cửa hàng. Đợt này bà bận rộn công việc, nên sau mấy tháng giữ hộ con cho chúng tôi để đợi bé cứng cáp, thì bà nói chuyện bảo chúng tôi thu xếp tìm người hoặc gửi trẻ, bởi vì bà rất bận rộn, không thể nào trông cháu được nữa. Mà việc này bà cũng đã nói ngay từ đầu khi đến trông con hộ chúng tôi. Thế nhưng khi bà muốn dừng lại việc trông hộ cháu thì vợ tôi lại không đồng ý. Chiều hôm trước khi tôi đi làm về nhà thì thấy cô ấy làm cái gì cũng đập rầm rầm. Lúc đó tôi đã đoán ra được cô ấy đang khó chịu về cái gì. Tôi không muốn con cái nhìn hành động đó rồi ảnh hưởng đến tính cách, nên tôi đã hỏi rõ xem sao. Nhưng cô ấy nói: "Tôi nói cho anh biết, mẹ anh đã nhận lời trông cháu rồi mà bây giờ lại bảo thôi là như thế nào? Anh nói lại với mẹ anh đi." Tôi vẫn nhẹ nhàng bảo với vợ: "Ngay từ đầu mẹ đã nói rõ chỉ trông cháu vài tháng, đến khi nào nó cứng cáp thì hai vợ chồng mình tự sắp xếp." Nhưng cuối cùng vì xót cháu, bà vẫn trông cho đến tận 18 tháng. Cũng gần 2 năm rồi, chứ có ít gì đâu. Công việc của bà bận rộn, không kham được nên mới bảo vợ chồng mình tự sắp xếp. Tôi đã nói như vậy, nhưng vợ tôi vẫn cố nói thêm: "Thế anh bảo mẹ anh nghỉ việc đi,
bà già rồi còn làm cái gì nữa, nghỉ việc ở nhà mà trông cháu. Cháu của bà chứ cháu của ai, tôi thì còn bận công việc không bỏ được. Nghe đến đây tôi thật sự rất khó chịu. Chắc chắn lương tháng của cô ấy không thể nào so được với thu nhập từ cửa hàng. Cô ấy không bỏ được công việc lại muốn người khác bỏ việc để phục vụ cho bản thân mình là sao? Tôi vẫn nhẹ nhàng để nói với vợ: con là con của mình phải tự sắp xếp. Em không xử lý được thì để anh tự tìm nhà trẻ cho con. Nhưng cô ấy vẫn cố nói thêm: gửi trẻ thì thứ bảy và chủ nhật ai trông? Tôi đi làm cả tuần mệt mỏi lắm rồi. Cuối tuần tôi cần có thời gian nghỉ ngơi và đi chữa lành, chứ không thể nào cắm mặt mũi ở nhà trông con được. Phải là đàn ông thì mới hiểu được chúng tôi cực kỳ mệt mỏi trong việc cân bằng giữa vợ và mẹ. Tôi sẵn sàng đứng lên bảo vệ vợ con nếu như có bất kỳ ai bên nội làm tổn thương đến vợ con mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi là một thằng đàn ông hèn, muốn nói sao thì tôi phải làm như vậy. Dòng tâm sự thứ hai, vợ chồng cãi nhau vì chuyện mẹ chồng đòi đặt tên cho cháu. Vợ chồng tôi chuẩn bị đón con trai đầu lòng. Chúng tôi đã chọn sẵn tên cho con, nhưng đột nhiên mẹ chồng lại muốn đặt tên khác. Chồng tôi không hề hỏi ý kiến của vợ, mà lập tức đồng ý chiều theo ý kiến của mẹ. Vợ chồng tôi chuẩn bị đón con trai đầu lòng. Từ vài tháng trước, vợ chồng tôi đã thảo luận tìm tên cho con. Thế nhưng đột nhiên mẹ chồng lại gọi điện lên và yêu cầu vợ chồng tôi phải đặt tên con theo đúng ý của bà. Tôi không vui vì nghĩ con mình mang nặng đỡ đau, bố mẹ phải là người đặt tên cho con. Nếu bà muốn tên nào đó thì cũng nên đưa ra quan điểm rồi để chồng tôi tự quyết định. Nhưng đây mẹ chồng lại áp đặt, yêu cầu chúng tôi phải đặt đúng tên đó. Bởi vì bà đã nhờ thầy xem bói, xem giúp tên cho cháu. Chồng tôi vì muốn chiều theo ý của mẹ nên vừa nghe đến đó anh đã đồng ý luôn mà không hề hỏi qua ý kiến của tôi. Cũng bởi chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau. Chồng nói tôi đanh đá, ích kỷ, thích hơn thua với mẹ chồng. Chỉ là cái tên gọi đâu nhất thiết phải căng thẳng như thế. Trong lúc cãi vã, chồng tôi cũng thẳng thừng tuyên bố. Anh bảo sau khi tôi sinh xong sẽ phải về nhà nội ở cử ít nhất 3 tháng, không được về nhà ngoại. Nhưng ban đầu chúng tôi đã bàn bạc là sẽ về nhà ngoại ở cử. Tôi thật sự rất bất lực. Rõ ràng anh không hề quan tâm đến cảm giác của vợ, lúc nào anh cũng chiều theo ý của mẹ. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.